nay mình sẽ bánh mì tướng Arikimono. Nghe nói Ari này skin rất là đẹp, quá là ok mà. Nghe tên thôi là nghe đã rất là phê rồi. Đây khu vực Mỹ Ngọn, qua đây mình đi cái chỗ mà nó ít có người như vậy. Đâu thì mình lên tự lên theo các mấy người chơi sẵn các bạn. Kimono ở đây này mắc tiền quá. Mà lát giờ đi lên đi lên đường nhất. Canh lên đó mình sẽ lọ con dao liền. Mít mình hay quá. Mình sẽ làm con cái này nghe nói đầu game rất là yếu. Lên cho bạn ấy. Chết mít rồi nè. Đâm mất tiêu à? Hên quá. Sáu năm còn được, mình chưa hạ gục được bên nào. Bên heo 2-0 rồi. Tiêu dân mới có cả 7 tiền à, chưa có sao. Mình sẽ cái canh sẽ lọt con dao này liền. Ôi lỗi game rồi, lỗi game rồi. Được 20 vàng. Nhưng con dao một mình là được 50 vàng, còn nó có đồng đội là được 50 vàng. Thôi máu yếu biến về thôi. Để không mà lắp ulti là chết. Mà lắp cái là gì vậy? Mà lắp lên tăng. Nhưng mà bạn ấy đã không hay rồi. Tiền vàng vẫn theo mình. Vàng vẫn thơ mình, sao hơn mình được. Mình có đem hao tợ xong rồi.
chạy đâu, chạy đâu. Mình sẽ vào mình cướp con quái này mới được. Nó lóc giờ đi ra đường giữa hai đép lính cho mít. Mình tranh thủ thời gian mình ăn bài lính này. Mít mình nói hay quá. Nếu mình đánh ok giờ mình sẽ lấy cái trụ này. Mà lóc giờ ra không không kịp đâu. Bỏ sẽ bỏ rồi bỏ hả? Thấy giờ mình ăn được con kinh công rồi. Giờ mình khỏi về. Tường to quá, lướt không ra. Đó là mình phải cho cực tham và đẩy đường cho rừng mình nhẹ. Làm gì tôi? Mấy bạn làm gì tôi? Bạn làm gì tôi thế? Bạn định hội đồng hả? Hội đồng tập tập thể. Cái bờ cái đầy ảo quá ha. Nhưng mà rất tiếc. Rất tiếc vô trụ. Mình sẽ lên mình đẩy đường của mình. Để lưng lính mình cao mình có thể hỗ trợ cho em được. Giờ mình sẽ cướp con bà đũa. Ôi trời ơi, trúng cái nội tại của chú cuốn của Lavi. Sao chịu thế? Con heo 80 rồi trời. Con heo xanh nhất tem. Đánh con heo rồi. Gặp đánh con heo. Chạy đi, chạy đi. Chạy đi, chạy đi. Mình trả thù. Bạn nhấp úp sọt mà hả? Đây. Ở đây nhào vô. Nhào vô. Ôi
đang nhào vô quán sao mà AD bên đó AFK luôn. AD vẫn nghỉ chơi game rồi. Thì mình có đánh đánh Van Heel mà. Đau thế, vạt đau thế. Chạy thôi, chạy thôi. Được rồi, đánh được rồi, đánh được rồi. Lộm liền. Lộm ngay cho nóng. Tên này win rồi. Thế thì các bạn sao chịu nổi. Thì lấy ba đường luôn. Nếu ba đường là mình sẽ win thôi. Thế bạn thủ trụ cũng sẽ tới đây. Ơi sốc đam quá, tại vì mình lên full đam rồi. Chạy đi Superman ơi, chạy đi Superman ơi. Là Van Heel vàng nhiều quá rồi. 9k6 cả già luôn, đánh Van Heel. Phút 15 mình ăn con cassette nữa là mình được 6 thành viên rồi. Win rồi. Bye bạn, các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình.